tao làm được. Bây giờ chưa có rồi làm để chưa có là thế nào được, cho nó nói rồi mà. Nói rồi đó, nhưng mà rồi chính thức bác không thể là có thì không hay. Này đi mua đi. Đây này, nhìn đây này các bác nhìn nhá, xương nhá. Đây này, thấy chưa? Nếu để mà treo bạt này thì không phải đến nỗi này. Cháu biết điều đó chứ không phải là đơn giản, bởi vì là các chú khóc quá trời luôn. Cháu nói luôn một câu như thế nhưng mọi người là có tin cháu đâu. Đây này cháu còn chưa đào dưới đâu đấy. Bởi vì rất là nhiều, 10 người là ôm vào một. Chứ không phải là ít như thế này. Đây này, nhìn chưa? Này, thịt đấy nhá. Đây nha này. Cái bác nhìn rõ chưa? Rõ quá rõ rồi. Bác nhìn rõ chưa? Bác nhìn rõ chưa? Đây nó là cái gì ạ? Lâu rồi nó mục 55 năm gì? 55 năm. 55 năm. Đây là 55 năm còn giống như thế này, không phải còn chuyện đơn giản. Kêu nó đi, kêu nó không có nhiều lắm. Nó dài cái chân mà. Cái đầu ở dưới chân đây. Cái nó đau. Đây này nhiều lắm, nó bới ra này nhiều lắm nhưng mà nó dài. Không biết đào cái tối rồi mà. 10 các chú một đội chứ phải ít đâu. Ừ, con đi về nhà con kéo cái ngăn cuối cùng tủ đầu nằm má đó. Có bao nhiêu lá cờ con lấy con đem hết lên đây cho má đi. Chỉ mua giấy trắng gì vậy đó đi. 10 người mà cái khối nhỏ đi cô. 15 giấy trắng. Ôi trời ơi, khố này không mà nhỏ. Bác biết là dần dần nước nó to vành ra nhưng mà người ta ủ mất. Xong rồi bắt đầu nó bé qua như này. Bác phải hiểu là nó ép vào chứ. Đây này, xương nó ra tận đây này, cháu chưa ra đây này. Rồi rồi. Nhỏ đâu ra hả bác? Ra tận đây này. Thì bốc hết, đừng để sót ra xưa đó. Bác phải lên nhớ đây này, cháu chưa cậy ra này. Càng cậy ra bác nhìn thấy cháu chưa? Này. Bốc hết. 10 người cơ mà. 10 người cơ mà, có phải là ít gì đâu. Bốc hết cả lên. Dễ ăn cả lên lên người như thế này. Vào vào đầu á, dễ này, ra sâu dễ. Nhức đầu như óc luôn, rễ cây bạn vô sọ, nhức đầu như óc luôn. Đây đàn trong người đây không? Này ra tận đây này, không biết đâu. Bốc hết cái đất này. 55 năm mà đất này, mày còn có chỗ này. Đây này, thịt đây này. Các bác nhìn thịt đây này. Đen, thì nó biến thành dạng đen. Nó phân hủy hết. Nó lẫn vào đây bây giờ nó khô lắm. Phân hủy 55 năm. Cái này nó không giống cắt vàng. Cắt vàng thì nó rất rõ. Cắt vàng. Cái cảm nhận nhất ở đây. Qua, tôi vô lấy mấy cái nút. Từ từ. Thôi, cục áo. Không có mười người, cái danh sách đâu đâu ra. Trong thai rồi, trong tay tôi nghe ra. Cô đang tìm cục áo đó cô. Cái đầu, cái ngực. Bác Nguyễn Văn Trang. Hả? Bác Nguyễn Văn Trang, tôi nhiều đấy. Dưới này là hết nãy luôn nhỉ. Đây này mảnh bát, mảnh các chú hồi xưa. Đây khỏi bỏ. Hớp. Đây khỏi bỏ. Không được cô gái cái chú bằng trai sao nhỉ? Bằng trai. Đừng để cho mặt trời vào. Đừng cho mặt trời ra. Bây giờ nó đi ra ra bên này nha. Bông cái áo của nó. Rồi, rồi, tên này là người mẫu bao nhiêu ra nhỏ khúc nhỏ đúng đó đi không tí nữa là đầu ra tận đây cơ bác ạ. Rõ chưa? Đây này nhé, rõ nha. Đây là báo mấy này. Nó giờ nó lấy cờ rồi. Qua này. Cái này ấy, thì coi như đã đến thấy người ta cũng thấy có cái hiện vật rồi. Vâng. Và cũng đã phát hiện được rồi. Vâng. Đó thấy cái chỉ đạo của tỉnh ủy ban. Vâng. Là ta giữ lại cái này. Để coi là ngày mai ta xây dựng một kế hoạch coi là làm luôn. Bây giờ thì tới nay sao lại cho cho phường sẽ coi là niêm phong và giữ cái hiện trạng này. Sau đó thì thường trực tỉnh ủy và ủy ban sẽ có kế hoạch để làm toàn bộ tuyến luôn. Có 22 rồi ý. Không, nhưng toàn tuyến phải là toàn tuyến chứ. Đây có một cái. Đây 10 người rồi. Đúng không? Còn 12 người nữa. Đấy, cho nên vừa qua tôi điện rồi. Đây 10 người đây đi. Nhưng mà tôi có nói trả lời rằng là có. Quá trình coi kiểm tra thấy rằng là có di vật của anh em, đúng không? Thì coi là ý kiến của tỉnh ủy ban là coi là ta phải dừng lại và giao lại cho ủy ban nhân dân phường
giữ ra. Giữ. Không được phòng vào đó. 10 này, 10 cái này đi. Lấy cho gọn. Bây giờ phải lấy gọn cái này đi. Lấy gọn đi. Lấy gọn 10 cái này đi. Bây giờ đã. Già của này là 55 năm đi tìm bao nhiêu là không được. Có cánh nè. Người Bà Rịa. Còn mấy Dương Tử Giang là người Bến Tre. Này Thị Nghè. Để con chỉ tôi đầu cào cho đó. Mấy anh em dân phòng giữ dùm cho dân đi chứ dân giữ như này thì đứng. Mà nói gì thì nói chứ không có vải là thiếu sót rồi. Tôi phải nghe cái tôi chữa cháy tôi chạy đi tôi lấy liền. Nó có rồi. Đây. Có. Giao tầm tay. Chú có đóng. Không có. Đóng khép là tài chốt rồi. Bấm chết ổ khóa. Bên đây nó mở trong hết rồi. Bên này bên đây cũng rồi rồi. Bởi vì cái này nó linh thiêng lắm cho nên là nghe thiếu vải cái này là tôi quay xe là khẩn cấp nói vậy có đâu đã khó nhưng bởi vì cái văn bản tỉnh ủy ban chỉ đạo thôi bây giờ ta không có đổ lỗi cho lại nhanh rồi chưa cháy rồi và không có cũng dừng lại có dừng lại mà cháy rồi thôi đúng rồi bóc ra hết người đi chơi rồi bà thôi không có làm để tôi điện phương phó bí thư. Giờ nó có phải là các cái hòm mấy cái gì mà chôn ở đây anh biết là chôn sâu bao nhiêu bây giờ đủ đi là bao nhiêu không bác biết đâu thì một đống xương nè nên để đào tôi đề nghị cho xong cái 10 người còn cái 5 với 7 cái hầm nữa đó thưa ở đây mà bảo nha nha rồi vậy cho phép lên 10 người luôn không tôi nói luôn cho mọi người biết như thế. Không, không phải là đến đây để mà... Rồi rồi, như là có một phó bí thư tôi lưu ý rồi rồi. Cứ đào đi. Đào đi. Tôi nói với phó bí thư tôi lưu ý nè. Tốt rồi, rồi. Đúng rồi. Mọi người đây rồi còn 53 bãi sao. Tốt quá, đào tiếp nữa làm xong luôn. Tôi nói phó bí thư rồi. Ngày mai làm tiếp. Rồi rồi. Ờ, làm xong luôn. Phó bí thư tôi lưu ý trả lời tôi ra. Đại dân của đảng dân này nào. Có đứa người bây giờ đảo người đây dưới đây bác lỡ dở bác chạy lên ngay là một cái đơn có bác nào bảo không có biết thư tình cảm đấy là bác thông tin qua này xong chết này 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 một người nói thì sao không đi lại với cái này đâu. Hồi nãy không kia không có bạc chẳng không kia liệt sĩ đang khóc tôi thấy liệt sĩ đang khóc một phần nữa là cái cổ dễ nhìn thấy làm đi mà bây giờ tôi nói là ở đây là tôi yêu cầu cô bóc tôi lỡ tụi gì đó nhẹ ai bỏ tụi tôi không bóc thì tiếp tục bóc.
có ta biết mà được bốc. Ta đã chung đó gì cơ, không biết tôi thì tôi có bốc đi. Giờ cứ bốc đi là không sai ai cả. Quà chứ. Bây giờ người ta đoàn nó là hỗ trợ thôi. Thay cô này nó nhất. Ở đây là rất nhiều á. Biết rồi. Là giờ á, có biết thơ trả lời tôi Phương là tiếp tục đọc. Bây giờ bạn kia có hết rồi đi. Đó thứ nữa nào. Cái giấy gì đó đâu. Mà đã để cả hai năm. Cô yên tâm đi, nếu mà có cái gì xảy ra cùng chung cho một cái chữ co cái đâu. Cái này thì đúng xương rồi. Đây này, nó ở đây này. Còn chưa nào hết đâu. Chưa nào hết đâu. Bước đề nghị ra đi. Bước đi để cô Hòa đào tiếp. Đề nghị mà bước lên khỏi hầm này đi. Mấy người có đâu ra để cô Hòa đào. Còn anh em đốt lên đây nè. Bây giờ để có giải đi à. Có giải rồi anh Tám. Rồi xé ra đi. Từ giờ đây. Xé ra đi để rồi bật. Chúng ta lấy cái đâu bật đó nãy giờ. Tổng giấy. Bắt đầu là tỉnh đội hay huyện đội. Xuống đây bắt đầu là cứ này xương đây đúng không? Xương đây đúng không? Xương đây đúng không? Đúng rồi, cái này riêng cái này là xương đốt sống rồi chứ chả. Đây này, xương đúng không? Lung tung hết. Lung tung hết rồi, bởi vì làm sao? Xương đốt sống này. Nhìn này, con nhủy thể thịt này ra tác rồi đúng không? Chắc chắn ngay. Này, như thế này. Bởi vì là 50 năm nay rồi, nó còn thế này là còn tốt lắm rồi. Rồi thôi quá trình đào quá cần ghi ảnh rồi. Giờ lên cứ